Vợ chú Bảy đáp trả lại nghệ sĩ Lê Tính, nhắc luôn tên Bùm Bùm, tôi đối xử thế nào thì nó biết. Mới đây nghệ sĩ Lê Tính đã viết trong miền ký ức nói về gia đình Vũ Linh. Trong đó có nhắc đến nghệ sĩ lớn vợ chú Bảy, anh viết, miền ký ức, xèo. Đức năng thắng số, mỗi con người sinh ra đều có một số phận giàu nghèo, sướng khổ là sự an bài của tạo hóa. Nhưng đôi khi số phận sẽ thay đổi nếu sống tốt, sống lương thiện, biết tu thân tích đức, biết phân biệt phải trái. Cho dù hậu vận không giàu nhưng cuộc sống sẽ có nhiều may mắn hơn. Sinh ra là đào hát, thanh sắc tài đều có, trong khi những đồng nghiệp cùng trang lứa vẫn đang làm nghề. Nếu không hát trên sân khấu chuyên nghiệp thì họ vẫn âm thầm hoạt động trong các quán nghệ sĩ. Trước là mưu sinh, sau là đỡ nhớ nghề, nhìn lại mình lại kiếm sống mưu sinh bằng một nghề khác, làm gì cũng thất bại. Ủa sao lạ vậy? Bình thường mà, có gì lạ đâu, tại mình không có đức nên phải xèo, phải gọt để sống qua ngày. Hung hăng nhất, chửi cộng đồng mạng bằng những từ dơ bẩn nhất, thích chứng tỏ mình nhất, đâm chọt nhiều nhất, giả tạo nhất, live stream nhiều nhất, trong khi thân phận mình lãng xẹt nhất. Gắn hai chữ ruột thịt vào thân phận mình một cách khiêm cưỡng, có ruột thịt hay không thì chưa tới lượt mình lên tiếng. Con dâu của nhà họ Võ được mẹ chồng nhìn nhận, các anh nhìn nhận và có con hẳn hòi được mang họ Võ, còn sờ sờ ra đó, ở đâu ra bà dâu ngang hông. Chưa một ngày gặp mặt mẹ chồng, mỗi lần anh chồng gặp mặt là đuổi lên đuổi xuống, vậy mà vẫn hùng hồn phát biểu, anh cũng như cha. Ủa, sao anh Tư cũng là anh chồng, sao không rước ảnh về thờ? Anh Năm có con ảnh thờ, mắc mớ gì đi lập bàn thờ chi nhánh. Anh chồng hả? Vậy có nhớ chồng từ tỉnh về Sài Gòn lần đầu tiên, năm mấy, hát vai gì, tuồng gì, đoàn nào, tác giả nào, đạo diễn nào không? Năm 1988, đoàn Huỳnh Long, vai Điền Trung, chia vai với cố nghệ sĩ Minh Tuấn, vợ tôi không làm phò mã, giọng giả Đức Hiền, đạo diễn Hà Quang Văn, hỏi sao biết đi. Dạ em là người cột dây bay cho ảnh đó chị, không biết, nghĩ sao luôn, suối ổng live stream rồi tuyên bố con ruột, cháu ruột rồi ngồi kế bên nhắc tuồng, nói thiệt coi live stream mà giống như đang xem tấu hài mà không có vui. Ủa, bộ mấy anh chị nghệ sĩ bên Việt Nam không lên tiếng rồi muốn nói gì, nói sao chàng, thật giả đúng sai sáng trưng như ban ngày, đâu phải người khiếm thị mà, phụng nói gà, trùng chỉ mã, biến thành rồng, trơ trẽn như vậy. Thời đại này mà còn sót lại một bà Tào Thị, Tào Thị ngày xưa ác 1, còn Tào Thị bây giờ ác 10, Tào Thị ngày xưa chỉ ăn hiếp hai đứa con nít ngây thơ, chưa biết gì, còn Tào Thị bây giờ xúi chồng từ con riêng, mà đứa con đó bụng đang mang dạ chữa, gần tới ngày sinh nở. Bà tiên bán đỏ nói bình tinh vào bộ luân, nhét chữ vào miệng người chết, còn mình nhét vào bụng người chết, nguyên khúc ruột xe đạp, nhìn phát gớm, cháu ruột mà khác họ kỳ vậy ta. Đã từng làm mẹ, đã từng trải qua những ngày vừa cạn, và hơn hết hiểu rõ tâm lý một người phụ nữ sắp sanh con dễ xúc động. Nếu tâm lý không vững vàng sẽ ảnh hưởng đến cả con và mẹ. Tạ ơn trời, cũng may Bùm Bùm còn có bà nội và bác Năm phù hộ, nên mẹ tròn con vuông. Vô drama này, viết bài khỏi cần suy nghĩ, cứ bê y nguyên những gì của cướp bế, chửi thiên hạ bỏ vô bài phản biện là chính xác nhất. Cái ác lên ngôi, ác gì đến tận xương tủy, sinh ra những con người méo mó lệch lạc. HHB chính xác 100%. Từ con rồi đó, vui chưa? Chứ Bùm Bùm thì vui dữ lắm. Nhờ vụ từ con mà em ấy được mọi người yêu thương nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn và không còn mặc cảm, vì có một người cha mà nhắc tới ai cũng dành cho những lời khinh miệt. Bớt nói lại, bớt chứng tỏ lại, chăm sóc chồng cho đàng hoàng, dù sao cũng là nghệ sĩ, live stream, đưa nguyên cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, nói bậy nói bà, chữ nọ sọ chữ kia, bắt mặt anh em đồng nghiệp, như danh dòng họ Võ. Chắc còn nhớ chuyện con bé gửi con, để nó đi làm ăn xa chớ, hàng tháng nó gửi tiền về để cho con nó đi học, rồi đối xử với con nó như thế nào, đem chiếc xe vi sinh của nó đi đâu, mượn nó hết bao nhiêu tiền, trả chưa, biết thời gian vừa qua, nó làm gì để sống không, nó đi bán vé số để nuôi con đó trời. Còn mấy em bên trường sân khấu, có một em chuông vàng, cũng từng là nạn nhân và nhiều nhiều, vô số kể, nhảy đành đạch trên live stream, không cho Hồng Loan bán nhà. Ủa, nhà đó Hồng Loan đứng tên chủ quyền, muốn ở thì ở, muốn bán thì bán, nó bán nhà của nó, chứ nó đâu có bán bánh xèo cạnh tranh với mình, mà ở đó la làng la sớm. Kết quả hôm nay chính là những gì đã gây ra trong thời gian vừa qua. Nếu cảm thấy như vậy chưa đủ thì tiếp tục gây nghiệp rồi sẽ thấy hậu quả. Hôm qua chưa tới bài của mình mà lén vô xe về coi, mà quên để chế độ công khai nên cả cộng đồng mạng thấy hết. Tưởng quay xe ai dè ẩn bài buồn hết sức. Thôi có nhiêu, đọc bao nhiêu hiểu cũng được, mà không hiểu cũng chẳng chết ai, chỉ cần cộng đồng mạng hiểu và yêu thương Bùm Bùm là vui rồi. Nhớ mẹ mình từng làm bầu
được nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ kính nể. Facebook vẫn còn gắn lên đó hai chữ nghệ sĩ, sống làm sao đừng làm như danh của mẹ. Nếu cảm thấy hai chữ nghệ sĩ không cần thiết nữa thì làm ơn tháo hai chữ đó xuống, rồi muốn làm gì thì làm, nếu không coi chừng tổ phạt đó. Sau bài đăng của nghệ sĩ Lê Tính, vợ chú Bảy cũng đăng đàn đáp trả, gửi tình hệ tâm sanh tướng lờ tờ. Hình như tôi nhớ không lầm, lúc sinh thời thì anh Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã không thích anh và chính miệng anh đã nói với tôi tại quán cà phê guitar. Anh nói anh không biết anh làm gì mà cậu Năm không ưa anh. Giờ tôi đã hiểu ra, anh Năm đã nhìn ra sự giả tạo hiện lên con người của anh, tâm sanh tướng, nên có bao giờ anh được tiếp cận anh Năm Vũ Linh đâu. Anh có dám thề là không có nói với tôi điều đó chưa? Trước khi muốn nói xấu về người khác thì hãy nhìn lại mình nhé. Anh ở góc lỗ nào của nhà tôi mà anh nghe và biết tôi suối chồng tôi? Từ con về anh hề tâm sanh tướng kia, tôi đối với Bông thế nào thì tự lương tâm nó hiểu nhé. Tôi không phải là thứ nhỏ mọn mà chuyện gia đình phải đi kể lại trên mạng xã hội để lấy lòng mọi người. Còn Bông nó ghét tôi là chuyện của nó. Tôi không thẹn và không làm gì sai là đủ rồi. Anh tưởng anh ở nước ngoài rồi muốn vu khống ai thì vu khống hả? Hai từ nghệ sĩ của tôi là do khán giả, do nhà nước công nhận. Anh có tư cách gì mà đề với nghị ở đây hả anh hề? Tâm sanh tướng kia, tôi không thấy sang bắt hoàng làm họ, tôi không bú fan, nên làm sao tôi nổi tiếng giống như anh được? Còn nghề nào buôn bán cũng cao quý hết nha anh. Anh nói vậy chắc ngoài đi hát ra không có nghệ sĩ nào làm nghề tay trái hết hả? Mở miệng ra uống lưỡi, dòm trước ngó sau hả nói. Chứ tôi thấy cái sự giả tạo xạo láo, đâm chọt nhiều nhất là anh đó, anh hề tâm sanh tướng à. Anh tự tác vô mặt mình mà biết luôn hả? Được thuê bao nhiêu tiền để trả cho bài viết vô căn cứ, không biết gì mà thao thao bất tuyệt, xen vô chuyện người ta như đúng rồi vậy. Anh có bút fan cỡ nào cũng không nổi được đâu. Ít ra thì tôi cũng có nhiều người biết đến trong nghệ thuật, và tâm sanh tướng tôi cũng hơn anh nhiều nhiều lắm. Bớt nói đi anh hề tâm sanh tướng kia. Và mới đây nghệ sĩ Lê Tính cũng đã đăng đàn đáp trả. Nghe nói chị Sèo đang chửi sùi bật mép, mình không biết mình có sai khi viết phần 4 không. Mở ra nghe lại ghi âm của máy nhân chứng, họ vừa kể vừa khóc, nghe mà xót. Cô bán vé số đang comment phía dưới và sẵn sàng lên tiếng nếu cần. Tội, con người sống trên đời ai cũng có lúc khó khăn, nhưng họ sẽ chọn sống cách nào để không ảnh hưởng đến người khác. Đó là lương tâm của con người. Khi em hỏi tôi là có nên gửi con không, vì tới nhì tôi nói tùy em. Vì cùng là nghệ sĩ nên anh không có ý kiến. Và một thời gian sau em đến gặp tôi bên quận 8. Mấy mẹ con ôm nhau khóc và kể chuyện. Tôi an ủi và động viên. Giờ em vẫn phải đi làm nơi xứ người. Mỗi lần lên Facebook rất khó khăn, nhưng em vẫn online những khi nào có thể. Tôi chọn nói về người này sau ngày giỗ tổ, bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của họ. Nhưng rồi nghe thông tin chồng lại livestream và nói về chuyện Hồng Long. Sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Nếu chồng nói sai là người hiểu chuyện sao không nhắc nhở và nói về thân thế Hồng Long như vậy, có giúp gì trong câu chuyện này không? Cho nên phải nói, có hiểu hay không là chuyện của họ. Chuyện sờ họ kết thúc từ phần này. Mặc dù còn rất nhiều người nhắn tin nhờ tôi lên tiếng giùm họ, thậm chí có người hiện nay đang phải dính líu tới anh em ngoài xã hội vì những hệ lụy do chính họ gây ra. Cái phần tiếp theo là những câu chuyện chứng minh hai chữ ruột thịt và gia đình mình. Vậy nha cả nhà, không cần chuyện tin nhắn của Sèo cho tôi, chỉ cần hỏi chị Sèo muốn nghe ghi âm thì tôi đưa lên cho Sèo nghe, khỏi mất công viết bài chửi qua chửi lại. Còn nhiều lắm mà, tại vì hồi sớm á, kêu anh Huỳnh Lộc đó anh gửi, để có gì gửi cho anh Lê Tính, để anh Lê Tính để anh nghe, để anh biết được. Nhưng mà gửi quá nhiều sợ anh Lê Tính anh phiền, nên anh nên là mới kêu cái ông anh thôi, anh gửi nhiều đó thôi. Gửi nhiều quá, không biết anh Lê Tính anh nghe nhiều quá, không có nghe hết cái câu chuyện của mình không. Nhưng mà ông anh này anh rất là bức xúc, nên là ông kể mà ông khóc cũng làm nhớ tới chuyện của mình. Mình cũng trong cái hoàn cảnh đó, mình bị tới trăm mấy chục triệu rồi. Ông anh này là bị 50-60 gì đó, mình thì bị trăm mấy, nhưng mà cái phần tiền của mình không phải trăm mấy đó không, mà là còn cái công cái sức của mình á. Hồi xưa ở ông bá ở dơ lắm, mình dọn chết mẹ luôn, làm như một con ô xin. Mà cuối cùng á, nấu cơm ra, con mình chuẩn bị đi học á, phải đợi ông bà dậy. Còn á, nếu mà ăn trước á, thì họ mặt họ chầm chầm mà buộc lòng á, nấu rồi bỏ đó dẫn con ra ngoài ăn. Mà trong khi nấu cơm á, là tiền của mình, tiền chợ là của mình.
mình bỏ công ra mình nấu nướng. Cuối cùng mình phải nấu rồi mình đợi họ, tại vì ban đêm họ thức, họ thức tới 2-3 giờ đêm rồi họ gần rạng sáng họ mới ngủ, họ ngủ tới 2-3 giờ chiều trưa, 2-3 giờ trưa á mới dậy. Còn mình thì mình hả cũng đâu có ngủ sớm lắm đâu, rồi sáng mình cũng phải dậy quần áo đau nhà đau cửa làm như con ô xin, trong khi mình ở ghém tiền thì mình cũng ăn trả đầy đủ mà gì đó. Nói chung là hồi xưa thì tại mình ở trên Sài Gòn á, mình đi làm mình sống một đứa con rồi thấy đi coi hát thì vô tình thời quen, rồi bắt đầu bà mới làm tổ chức sinh nhật cái này nọ rồi bà mới mời mình. Lúc đó mình có vàng có đồ này kia đeo, chắc nghĩ vậy nên là mới kết thân được với bà, chứ nghèo khổ không có tiền dễ gì kết thân được á. Thì bắt đầu bà mới than, bà than thở, bà nói là này cái kia, rồi bà nói là gì, bà thấy mẹ con gì chị mướn cái nhà đó nguyên căn, rồi có phòng, còn cái phòng trống vậy đó, rồi em về ở xeo phòng chung thì giờ như lại anh chị cho anh chị đỡ ra. Rồi lúc đó là nói về ở chung chứ đâu có ở chung cái anh mà Thiên Phúc á. Anh Thiên Phúc bây giờ anh bị lâm bệnh rồi, anh bị cái gì não bị khô vậy đó, coi như là con người thành con người thực vật rồi, chứ không là ảnh mà còn mạnh minh mẫn mạnh khỏe thì chắc sẽ lôi ảnh vào câu chuyện này để mà còn cái nhân chứng đó là nó sắc gạt luôn đó. Ảnh đi theo nghệ sĩ hát mà hồi xưa ảnh là ấy đó, hồi đó là đó, lúc mà mình kể cái tới đó thì mình phải bắt đầu mình nói tiếng mình ở xe phòng, nhưng mà mẹ con mình không có được ở một phòng riêng đâu. Thì cái anh Thiên Phúc đó là ảnh giống như là BD đi, nó thẳng là như BD đi, cho nên là ghép với lại mẹ con của mình và ghép chung với cái anh Thiên Phúc đó ở nữa, ở chung một phòng á, ở chung một phòng như vậy đó, ghép là ghép vậy đó, chứ không phải là ghép một cái phòng đó mà riêng của hai mẹ con đâu nha. Tới anh Phúc đó anh không còn tiền nữa, bắt đầu mới kiếm chuyện là anh đó anh đi, anh ở không được anh mới đi. Thì bắt đầu tới mình hết tiền, bắt đầu tới kiếm chuyện tới mình, nào không nổi mình cũng tự dọn đi.